Dạ vâng ạ, xin chào mừng mọi người trở lại với phiên chợ sâm Ngọc Linh đầu năm 2022. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cơ sở dược liệu của cô Thì. Dạ, con chào cô ạ. Con. Dạ, cô ơi, hiện tại thì con thấy trên cái mình đang trưng bày ở đây rất là nhiều củ sâm tươi. Thì cô có thể giới thiệu cho khách hàng biết một số cái thông tin về sản phẩm sâm đợt này được không ạ? Chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, đầu năm mới thì không có gì hơn chúc tất cả các anh chị em khách hàng gần xa và chúc mọi người cả nhà mình mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Dạ vâng. Hôm nay đến phiên chợ sâm hôm nay thì hàng cũng rất là phong phú. Dạ đúng rồi. Nói chung là hàng loại mà nhỏ vừa thì cũng có, còn có loại là to loại này. Dạ. Xong rồi mùa mưa là khách họ biết những cái luống sâm to, họ thích, họ thái biết cái luống sâm to là họ nhổ thôi, chứ không có cái sáng ấy có luống này là không có cỡ nhỏ. Dạ, cô ơi, hiện tại thì sâm ở đây là chủ yếu là sâm loại mấy cô? Con thấy sâm củ sâm cũng to. Loại 1, loại 2, loại 3, loại 4. Dạ. Nói như đúng thì loại 1 thì nhiều ha. Loại 2, loại 3, loại 4 thì ít. Dạ. Dạ cô ơi, thì hiện tại con thấy ở đây mình có cái loại sâm củ này trông rất là ấn tượng đấy cô ạ. Củ sâm rất là to. Mình có thể giới thiệu thêm được không ạ? Cái sâm này là loại này là 2 lạng rưỡi một lạng. Củ đây. Một củ này là củ hai lạng rưỡi rồi. Hai lạng rưỡi. Củ này là hai lạng. Wow, những củ sâm. Củ này là hai lạng. Mà cái mớ sâm này là khách đã chốt rồi. Khách đã chốt rồi, nhưng mà mình giới thiệu cho các quý khách là nếu có muốn sưu tầm củ sâm to này á, những cái nòn hoa khôi này á là phải đặt trước mình. Và đặt trước mình 5-3 bữa thì mình mới có được, chứ còn sản trên nhà thì ít có loại này. Dạ, tức là sâm nhỏ thì luôn luôn có sẵn, tuy nhiên là những cái củ sâm mà như của Thì đó, những cái nàng sâm như thế này không phải là dễ tìm được. Cho nên nếu như mọi người có chú ý tới cái loại sâm đặc biệt như thế này á, thì mọi người có thể liên hệ trước cho cô Thì khoảng 3-4 ngày nha, để cô Thì chuẩn bị hàng cho mình. Thì số điện thoại để mọi người liên hệ của cô Thì là 0971224446 ạ, công ty Nắng Thì mọi người nha, tại thôn 1 xã Trà Mai huyện Nam Trà My. Ngoài ra thì mọi người có thể mua các cái củ sâm loại trung bình cỡ vừa như thế này cũng rất là nhiều luôn, có sẵn hàng. Loại 3 đây. 30 củ một ký. Dạ, 30 củ một ký loại sâm loại 3. Đây mọi người có thể xem qua. Đây còn có loại này á là 15 củ. 15 củ 1 ký. Dạ. Nhưng mà tây hắn không đủ một đoạn, nhưng mà củ sâm rất là giò. Dạ. Rất là giò, rất là nhiều. Đây mọi người có thể thấy đây ạ. Rất là giò. Dạ vâng. Cô ơi, thì dịp đầu năm mới cũng như là gần tới Tết Nguyên Đán thì cái nguồn sâm luôn đảm bảo cung ứng cho khách hàng đúng không ạ? Cơ sở của mình ngoài cái sâm củ tươi thì mình có cái sản phẩm nào khác nữa ạ? Cuối năm thì quý khách có nhu cầu thì cứ gọi cho mình 0971224446. Dạ. Thì mình tư vấn những cái món quà đặc biệt để mình dùng cho dịp cuối năm, hoặc mình đi biếu những người thân nhất của mình. Dạ. Nên là cứ gọi cho mình để mình tư vấn vừa túi tiền vừa hạt tiền của mình. Như đây là 16 củ ký này. 16 củ ký này. Dạ. Đây sâm 16 củ một ký, rất là nhiều lựa chọn cho khách hàng trong dịp Tết này. Đây là 40 củ một ký đi. Dạ. Đó, tây nó nhỏ mà rất là giòn. Nhiều, rất là nhiều năm tuổi đúng không cô? Cũng 8 năm để lấy hết rồi đây. Dạ. Đó, nhỏ nhưng mà vẫn chất lượng nha bà con. Đây. Đây loại này là bóng đây. Dạ. Còn loại này là 2. 20 củ một ký đây. Đấy, từ loại 2, loại 3, loại 4 cho tới cái loại sâm đặc biệt thì cơ sở cái chỗ này mà nó bị gãy ra. À. Rất là giò, đó, loại 2 đây. Khá nhiều lựa chọn đúng không ạ?
quý anh chị mà có nhu cầu hoặc muốn tham khảo để biết về sâm á, là cứ gọi trực tiếp cho mình để mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Dạ. Mọi lúc mình ăn. Đây, ở đây thì con còn thấy mình có lá sâm đúng không cô? Đến hôm nay thì mua thông 12 là nay lá sâm tươi là không còn nữa. Dạ. Nên mình là trữ cái lá sâm khô cái mùa tháng 10, tháng 11 là mình thay, mình để lại mình phục vụ quý khách hàng trong một năm. Dạ. Mà nó trong một năm thì nó còn phải cái sâm nó được đâu khoảng tí mấy. Đây là cái số lượng sâm lá khô, lá sâm khô tự tay mình mua, mình rửa, mình phai, mình cắt ra đây. Dạ. Rất là đảm bảo chất lượng trăm phần trăm, trăm phần trăm nó sang một bên thật của Nam Trà My. Dạ. Năm rượu uống ngụm ngon hoặc là lòng trà uống năm rượu là hãm pha trà rượu đúng không ạ? Rất là tốt cho sức khỏe luôn ạ. Cô có thể giới thiệu thêm cái thông tin trong quá trình chuyển củ sâm đi như thế nào không ạ? Ví dụ như quý khách mà có nhu cầu dùng sâm á, thì quý khách cứ gọi trực tiếp cho tôi để tôi tư vấn mua những củ nào, loại nào để mình hợp cái túi tiền, rồi sâm rồi là thống nhất giá cả, hình ảnh củ sâm như thế nào bán cho quý khách. Rồi sâm là tôi sẽ gửi bằng đường xe hoặc được bằng đường hàng không. Trong vòng một ngày là quý khách sẽ nhận được hàng. Dạ. Quý khách nhận được hàng thì hắn có xe, trong thời gian vận chuyển mà hắn có mất mót hay cái gì á, là tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Dạ. Tôi sẽ hoàn đến tao quý khách là cam kết là dạ, như là cái lúc mà chị hàng ở đây đi đúng không ạ? Nên mọi người cứ yên tâm, như cô thì đã nói là trong quá trình vận chuyển hàng thì đương nhiên là củ sâm vẫn sẽ được đảm bảo an toàn về cái số lượng cũng như là chất lượng. Nếu như có bất kỳ sai sót nào thì mọi người có thể liên hệ lại chú thì để mà mình trao đổi lại đúng không ạ? Dạ, như quý vị có thể thấy ở đây là ngồi sâm củ tươi thì cơ sở của cô thì còn rất là nhiều cái sâm ngâm rượu ạ. Cô có thể giới thiệu thêm, tại vì ở đây con thấy rất là nhiều kích thước cũng như rất là nhiều loại bộ phận của sâm ngâm rượu đây ạ. Củ mà loại nhỏ nhỏ vừa thì mình đã bán hết rồi. Dạ. Mình đã bán hết rồi, còn hôm nay thì còn mấy cái hũ này. Thời điểm mà sâm nó rẻ, mình tuyển những cái củ đẹp nhất. Dạ. Củ đẹp nhất là mình ngâm ra đây. Mỗi bình Hàn Quốc như thế này là một củ là cỡ 80 gram. Dạ. Gần một lạng, mà một bình là hai lạng, hai củ đây. Mỗi bình là hai củ. Hai củ chỉ còn là 2, 4, 6, 7. Cái loại này chỉ còn 7 bình. Còn củ này là một lạng hai, một có cây. Có cây, có củ, có trái luôn đây. Có cả hạt sâm luôn đúng không? Có cả hạt sâm luôn đó. Ồ. Hạt sâm mình thấy nó cũng tiếc nhưng mà mình để mình giới thiệu cho khách. Dạ. Có hạt sâm mình ngâm đó đó. Đây mọi người, thường thì người dân hoặc là các doanh nghiệp sẽ bán cái hạt sâm này, bán lẻ hạt sâm này, tuy nhiên là cô thì muốn giữ lại để giữ nguyên cái cây sâm như thế này. Đấy, một cái bình củ sâm này là khoảng lạng 2 đúng không cô? Thêm với lại cây, lá và cả hạt sâm. Đây mọi người có thể thấy hạt sâm ngâm này ạ. Rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Những cái kích hình dạng của rượu sâm nó tôn thêm được cái vẻ đẹp của sâm Ngọc Linh cũng như là giữ nguyên được cái giá trị về dược liệu cho củ sâm khi mà ngâm rượu như thế này. Đây mọi người có thể thấy là những cái bông hoa sâm được cô thì ngâm rất là nhiều kích cỡ khác nhau nha mọi người. Đây là đồ bông hoa sâm thì sau khi là lấy hạt xong thì những kích này của cái trái hoa, dạ, trái sâm á. Dạ. Chứ không phải là hoa là không ai mà lấy cái hoa hết. Cái rồi xong rồi là tận dụng cái đài á, là còn những cái hạt lép rồi đó. Dạ. Cái rồi dân họ bán, họ tranh thủ thì để cái hoa nó rụi. Dạ. Để đến chừng mà lấy các lá đó đến 2-3 tháng sau mới các lá là để cái hoa này nó rụi nên họ lấy hoa đi trước họ bán. Dạ. Mà đến như thời điểm bây giờ mà quý khách mà muốn mua cái hoa thì không có. Hoa tươi là nên không có. Là hoa tươi thì không có, nên là mình muốn giữ lại thì mình phải ngâm rượu đây. Dạ. Bổ đổm rượu là rượu chất lượng, hoa chất lượng.
đây là quý khách cứ yên tâm alo cho mình sẽ gửi kể cả rượu kể cả củ. Quý khách có nhu cầu thì gọi 0971224446, mình sẽ tư vấn nhiệt tình. Quý khách có muốn đánh Nam Trà My thì ghé công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Nam Thì, có chỗ ở là nhà nghỉ Minh Quân. Muốn đi xem vườn sâm thì mình cũng có thể nhiệt tình dẫn lên vườn sâm cho quý khách xem thực tế vườn sâm rồi cây sâm sống như thế nào, núi rừng của Nam Trà My. Nên là quý khách cứ đến Nam Trà My thì trải nghiệm nhiều thú vị nữa. Dạ, những lời nói rất là tâm huyết, rất là tâm huyết của cô Thì gửi đến quý khách hàng. Nhân dịp đầu năm thì tôi chúc mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Nhân đến đây thì cái livestream của trung tâm phiên chợ sâm Ngọc Linh cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn cô Thì đã tham gia, đã đến với phiên chợ và mang những củ sâm rất là giá trị đến đây. Dạ vâng, chào, hẹn gặp lại mọi người ạ.